Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tẩm đã nện một đấm, đợi chủ tịch thấm đòn hay sao? Vấn đề đối với ông chủ tịch nước hiện nay là khả năng chịu đòn. Bởi nhiều nhà phân tích cho biết ông chủ tịch nước hoàn toàn không có khả năng phản đòn. Nếu chịu đòn tốt, khả năng ông chủ tịch nước sẽ sống sót qua hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp tới đây. Còn không có khả năng chịu đòn thì cũng nên buông. Hoặc không có khả năng chịu đòn mà vẫn không buông, thì hậu quả có thể như ông Trần Đại Quang đang chờ đương kim chủ tịch nước. Tròn cuộc chơi chính trị này thì người ta không ai khác chính là ông Tổng Bí Thư. Ông là người chủ cuộc chơi. Vào cuộc họp Bộ Chính trị gần đây, ông Tổng Bí Thư đã nói rằng khuyến khích các cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực bị hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Đây chính là thông điệp đang nhắm vào nhiều người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nhắm vào người cao nhất trong những người mà ông Tổng cần nhắn nhủ. Đó chính là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Mức sai phạm của gia đình ông Chủ tịch nước là quá lớn. Tuy nhiên, để đẩy được ông Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế thì khi đó ông Tổng phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Phải huy động hết nội lực, phải tận dụng nhiều cánh tay đắc lực để ra tay mà không chắc có thành công hay không. Nếu ông Chủ tịch Phúc mà chịu rút lui sớm trong hòa bình thì có thể là tốt cho cả ông Chủ tịch Phúc, cho phe cánh của ông Tổng cũng như gia đình ông Phúc. Bởi chẳng ai muốn bị tổn thương nặng vì phải quyết chiến với nhau cả. Việc tung ra thông điệp như thế, đặc biệt là văn bản kết luận số 20/TB-TV vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp đó thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm theo quy định, và khi đó nhiều việc không mong muốn sẽ xảy ra. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang vướng vào rất nhiều rắc rối. Đấy được xem là cú đấm thẳng vào của ông Tổng và cộng sự vào ông Chủ tịch nước. Không biết ông Chủ tịch có bị thấm đòn hay không? Muốn biết ông có bị thấm đòn thì có lẽ phải đợi qua hội nghị trung ương lần thứ 6 tới đây thì sẽ rõ. Một khi ngồi vào chiếc ghế trong tứ trụ thì khó mà buông nó. Nếu nội công không đủ thì cũng đừng ham hố, kẻo có cái kết tắt thở tại ghế như ông cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Một khi chấp nhận nhà ghế thủ tướng cho người khác trong khi ông Nguyễn Xuân Phúc còn một nhiệm kỳ nữa mới chịu buông rời ghế thủ tướng theo luật, thì điều đó cho thấy thế và lực ông Nguyễn Xuân Phúc đang rất yếu so với ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng. Mà thế và lực yếu thì rất dễ bị bắt nạt, rất dễ bị kẻ khác nhòm ngó và giở trò, bởi người ta luôn có xu hướng chiến với kẻ yếu để đảm bảo khả năng thành công cao hơn. Hiện nay trong tứ trụ có bốn chân, nhưng thực chất là có ba phe. Phe mạnh nhất là ông Tổng Bí Thư và Chủ tịch Quốc hội. Phe thứ nhì là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, và sau lưng ông Chính có cựu Thủ tướng hậu thuẫn. Phe còn lại là mình ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đã không có ai hậu thuẫn mà còn bị rơi vào tình thế tứ bề thọ địch thì sẽ rất khó cho ông. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, kẻ đang hỗ trợ đắc lực cho ông Tổng. Có người nói phe liên trụ Trọng Huệ quá mạnh. Ông Chủ tịch Phúc thậm chí còn không cứng bằng một trụ trong phe liên trụ, chứ nói gì đến việc thách đấu cả hai một lúc. Đấy là chưa nói đến người trợ thủ đắc lực của ông Tổng là Tô Lâm. Với tham vọng xoán ngôi ông Chủ tịch nước thì cú đánh của ông Tổng như hợp lực khá mạnh. Và ông Phúc chưa biết có đỡ được đòn này hay không. Cho đến giờ người ta thấy dấu hiệu sợ đối với ông Chủ tịch. Không biết đến hội nghị trung ương thì ông Chủ tịch nước có biết sợ nữa hay không. Quả thật làm chính trị tại Việt Nam cả đời, nhưng vì tham tiền mà ăn không đúng lúc cho nên ông Chủ tịch nước mới lâm vào cảnh mất vị thế như ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam bị đá ra rìa, nhiều hoạt động, khả năng lên thớt rất cao. Vụ Việt Á đang bùng phát trở lại, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu ông Vũ Đức Đam có bị quy trách nhiệm hay không. Ông Vũ Đức Đam chính là ủy viên Trung ương Đảng nhưng đã tiệm cận với chức ủy viên Bộ Chính trị.
vị trí mà ông Vũ Đức Đam đang nắm giữ là rất lớn, nếu động vào có thể làm chấn động chính phủ. Các phó thủ tướng đang thừa hành việc thủ tướng chỉ đạo một số bộ mà họ được phân công. Như vậy, một khi Việt Á réo tên ông Vũ Đức Đam cũng là réo tên gọi ông Phạm Minh Chính. Trong các hoạt động gần đây, người ta thấy ông Vũ Đức Đam đã bị gạt ra khỏi vai trò mà ông đảm nhận. Điều dễ thấy nhất là những vấn đề của Bộ Y tế gần đây, ông Phạm Minh Chính phải làm thay vì ủy quyền cho ông Vũ Đức Đam trước đó dường như đã không hoạt động. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam. Vụ Việt Á chính là cái ung nhọt lớn nhất của Bộ Y tế đến hiện nay với vai trò là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID, thì cả ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Minh Chính không thể không liên quan đến sai phạm. Vấn đề là liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sờ đến Vũ Đức Đam hay không mà thôi. Cũng có người nhận xét rằng ông Tổng đang quan sát chính phủ, xem có sai phạm gì và liệu có tấn công vào thành trì của chính phủ hay không. Ông Vũ Đức Đam là một vùng đệm giữa ông Nguyễn Thanh Long và Phạm Minh Chính. Nếu sờ tới Vũ Đức Đam thì số phận của ông Phạm Minh Chính cũng có thể sẽ bị đe dọa. Việc ông Phạm Minh Chính gạt vai trò của Vũ Đức Đam được nhìn nhận ở hai nguyên nhân. Có thể ông Phạm Minh Chính không an tâm với những gì mà Vũ Đức Đam đã làm. Ông Vũ Đức Đam làm sai thì ông Phạm Minh Chính cũng liên đới chịu trách nhiệm. Hoặc có thể thông tin nội bộ cho biết ông Vũ Đức Đam cũng sắp lên thớt, nên ông Phạm Minh Chính đã phải làm thay cho cấp phó của mình. Ông Vũ Đức Đam là phụ trách y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, nhưng hiện nay cả ba bộ này đều gặp vấn đề rất lớn. Ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì vào tù. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cũng vào tù. Và mới đây, ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cũng đang bị đưa lên thớt, thì không biết ông Vũ Đức Đam còn làm được việc tốt nữa hay không. Hầu như tất cả cán bộ mà ông Đam phụ trách đều dính tiêu cực thì ông Vũ Đức Đam cũng không thể vô can. Đây là hình ảnh những ngày gần đây ông Phạm Minh Chính đã đá Vũ Đức Đam ra khỏi các hoạt động của Bộ Y tế. Theo như thông tin được biết, ông Nguyễn Phú Trọng rất muốn nhắm vào Vũ Đức Đam trước khi chạm tới Phạm Minh Chính. Có đủ cơ sở để kỷ luật ông Vũ Đức Đam nhưng dường như vẫn chần chừ. Không hiểu ông Tổng sợ hay ông đang đợi thời cơ chín mùi. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải xử lý vụ Việt Á đến người trùm cuối cùng để ông làm nửa vời, thì người trùm cuối cùng sẽ lần thuốc và làm những phi vụ lớn hơn nữa. Họ không coi ông ra gì. Hiện nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang làm chính sách để phục vụ lợi ích nhóm một cách công khai. Đó chính là việc ông Phạm Minh Chính đang vẽ ra các dự án ở sân bay các tỉnh khắp nơi, làm cho thỏa tham vọng của các doanh nghiệp mà không tính đến việc xây dựng những sân bay này có hữu dụng hay không. Nguồn vốn quốc gia vốn đã bị lãng phí từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải ngăn chặn. Ông Phạm Minh Chính đã nắm chính phủ chưa được 2 năm mà hậu quả của các điều hành của ông để lại là rất lớn. Từ y tế đến giáo dục vân vân đều nát bét. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã ra, ông cần một vài vụ chấn động là bắt đến tứ trụ, thì khi đó người dân mới tin rằng ông nói chống tham nhũng không có vùng cấm. Mới là câu nói thật của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng liệu có dám bắt đến chùm cuối của vụ Việt Á hay không. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tàn phá nền kinh tế Việt Nam khủng khiếp và hiện nay ông Phạm Minh Chính đang làm điều tương tự như Nguyễn Tấn Dũng với hàng loạt dự án vô ích. Ông Trọng đã không thể ngăn được ông Dũng thì ông cũng cần phải ngăn được ông Phạm Minh Chính. Mà để ngăn ông Chính thì ông cần phải đưa Vũ Đức Đam lên thớt càng sớm càng tốt.